picnic, anh voi picnic. Đây là anh voi picnic, anh ấy vừa mới ốm dậy xong. Anh ấy thật là dễ thương. Đây là bà của anh ấy. Các bạn còn nhớ tôi không nào? Tôi là ai? Vẫn nhớ tôi chứ? Đây là bông sún. Sún bóng. Nhanh. Các bạn đi. Không nhớ tôi đúng không? Nhớ tôi không? Nhớ đúng không? Đây, đây là picnic voi. Anh voi picnic ơi. Anh picnic voi ơi. Đây là chị gái của anh picnic voi nè. Chị gái thứ hai cực kỳ nhõng nhẽo và bít ướt. Ôi, anh picnic voi phá phách kinh khủng. Các bạn có muốn xem một bà nói các bạn bà có bà muốn mua sữa cho bà ơi, bà đang nói chuyện với chị gái mít ướt của picnic voi đúng không ạ? Nha, bà hơi im lặng. Nói thầm cái gì cho tôi nghe với đi. Hả? Bà đang mua sữa cho. Video của em của Picnic Boy đến đây là kết thúc. Chào mừng các bạn đến với Picnic Boy Boy tập 1. Giờ con làm sẽ làm Picnic Boy.